Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dưa Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món bánh dẻo nhân sô-cô-la. Các bạn đã thử qua món bánh này chưa? Cũng rất là dễ, các bạn cùng vào bếp với mình nha. Trước tiên mình sẽ làm sô-cô-la để làm phần nhân nè. Làm sô-cô-la từ bột cacao và sữa đặc. Mình sẽ tạo hình sô-cô-la hình tròn bằng cái khuôn này. Rất là đơn giản, dễ lắm luôn. Trước tiên là mình sẽ đun sữa đặc lên nè. Đun lửa nhỏ thôi để cho sữa mấp mé sôi thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó là cho bơ vào. Khuấy cho bơ tan. Sữa nóng là nó đủ tan bơ rồi, không cần phải đun nữa nha các bạn. Rồi bơ tan rồi mình sẽ cho bột cacao vào và khuấy đều. Cho từng ít và khuấy đều rồi mình mới cho thêm. Sô-cô-la thu được nó sẽ khá là đặc như thế này. Các bạn có thể điều chỉnh lượng bột cacao và bơ để cho sô-cô-la của mình nó mềm hoặc là cứng hơn nha các bạn. Mình sẽ cho vào túi tam giác để mình bắt ra. Với cái khuôn này thì mình sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm để chống dính. Bắt sô-cô-la vào nè, thì mình sẽ được một nửa hình tròn. Khi lấy ra mình ấp hai miếng lại thì sẽ được một viên tròn. Mình có thể dùng khuôn này hoặc là khuôn silicon thì càng tốt nha các bạn. Lấy ra sẽ dễ hơn. Màng bọc thực phẩm này chống dính rất là tốt các bạn. Cũng dùng một màng bọc nè. Mình sẽ làm cho nó tương đối bằng mặt. Rồi cho sô-cô-la vào tủ lạnh. Để ngăn đá thì nó sẽ nhanh cứng và nó cứng hơn là để ngăn mát. Nó chỉ cứng hơn thôi chứ nó không có cứng hoàn toàn, nên là mình để ngăn nào cũng được nha các bạn. Để ngăn đá thì dễ thao tác hơn. Tiếp theo là phần vỏ bánh. Phần vỏ bánh thì mình có bột nếp nè, sữa tươi, một ít đường, dầu ăn và bột trà xanh. Phần bột trà xanh thì có thể thay bằng bột cacao hoặc là những cái màu khác mà các bạn thích. Mình sẽ dùng 100g bột nếp, 150ml sữa tươi, khoảng 50g đường, 15g dầu ăn và khoảng 1 muỗng cà phê bột trà xanh. Phần vỏ bánh làm cũng rất là đơn giản. Chỉ cần trộn tất cả các nguyên liệu cho hòa quyện là được. Bột nếp, bột trà xanh, đường. Sữa tươi nè, với dầu ăn. Trộn đều lên. Mình sẽ cho bột này qua rây một lần nữa để cho bột mịn hoàn toàn nha. Lọc qua rây, rồi đem phần bột này đi hấp. Hấp khoảng 15 phút. Trong thời gian hấp thì khoảng chừng 5 phút mình sẽ lấy ra mình đảo bột lên một lần. Bột nó sẽ chín từ bên ngoài vào. Bên trong khá là lâu chín nên mình sẽ đảo lên để cho bột nhanh chín và chín đều hơn. Trộn lên và hấp cho bột chín đều nha. Bột đã chín rồi nè, không còn trắng trắng nữa. Bột rất là thơm và dẻo. Mình sẽ lấy bột ra nha. Mình sẽ cho bột ra miếng giấy nến và phủ lên một miếng giấy nến nữa để mình cán cho bột nó không bị dính. Không cần dùng bột áo luôn nha các bạn. Bột nó còn nóng thì mình cán nó sẽ dễ hơn, nó không bị co lại. Dùng miếng giấy nến hoàn toàn không bị dính nè, rất là dễ. Rây một ít bột áo. Mình có thể dùng bột bánh dẻo hoặc là bột bắp để làm bột áo.
sau đó là chia ra. Bây giờ mình sẽ chia nhỏ ra để gói nhân. Các bạn có thể cắt bột thành hình vuông hoặc là hình tròn. Mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm để gói. Hình tròn thì các bạn có thể dùng cái ly hoặc là những cái chén nhỏ. Mình có thể dùng ly hoặc là chén nhỏ để tạo hình. Phần bột thừa thì mình sẽ gom lại và tạo hình lại. Ở đây sô-cô-la mình cho vào ngăn đá nè. Nó đã đông cứng lại. Cái này để nhiệt độ phòng nó cũng khá là nhanh mềm, nên cho vào ngăn đá thì mình sẽ giữ được lâu hơn. Ngăn mát thì rất là nhanh. Ụp hai miếng lại và mình sẽ vo tròn lại. Rồi gói bánh nha. Và dùng cái màng bọc thực phẩm gói cho nó không bị dính nha các bạn. Cho nhân lên và vo tròn lại. Mình vo lại cho nó tròn. Còn cái phần bột thừa thì mình có thể bỏ ra nha các bạn. Rất là dễ luôn nè. Vậy là mình đã có những cái bánh rất là xinh rồi. Bánh dẻo nhân sô-cô-la. Đơn giản và rất là ngon. Bạn nào mê đồ ngọt thì hãy thử món này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.